Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Yaris Cross ở thời điểm tháng 4 năm 2024 này. Và cũng giới thiệu cho anh chị về sơ bộ chiếc xe Yaris Cross. Trước mắt chúng ta là phiên bản 1.5 mà bản máy xăng màu đỏ cam. Màu ngoại thất này thì khá là đẹp. Và em sẽ đi xung quanh một vòng xe và cập nhật cho anh chị về giá bán của các phiên bản xe Yaris Cross. Và Yaris Cross thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và có hai phiên bản là máy xăng trước mắt chúng ta đây và phiên bản máy xăng lai điện hybrid. Thì sắp tới thì cũng khá nhiều dòng xe của Toyota đều được sử dụng hybrid. Và giá là các phiên bản như sau. Đối với phiên bản máy xăng thì có giá niêm yết là 650 triệu. Và hiện tại thì bên em đang giảm cho chiếc xe bản máy xăng này là 13 triệu tiền mặt. Thì tính ra cho anh chị lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 707 triệu. Đối với anh chị nào mà muốn lấy màu trắng ngọc trai thì sẽ cộng thêm 8 triệu giúp em. Còn những cái màu có nóc đen thì là cộng thêm 12 triệu so với giá niêm yết. Ví dụ như là chiếc xe màu cam nóc đen này thì là sẽ cao hơn giá niêm yết là 12 triệu. Còn nếu mà anh chị quan tâm để trả góp thì chuẩn bị trước em số tiền khoảng 205 triệu là mang xe về được rồi. Có nghĩa là tương đương với số tiền là vay 80% giá trị xe. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản hybrid thì có giá niêm yết là 765 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 17 triệu tiền mặt. Và tính ra lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng là 830 triệu. Trả góp thì anh chị cộng thêm giúp em là 240 triệu. Và cái tiền màu thì nó cũng tương tự như là cái xe máy xăng này em cũng vừa đề cập đến anh chị phía bên trên rồi. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Yaris Cross này. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Yaris Cross phiên bản máy xăng có ngoại thất là màu cam này để anh chị xem hơn. Và phân tích cho anh chị xem là bản máy xăng và bản máy xăng lai điện thì sẽ khác nhau những cái gì nhá. Thì đầu tiên thì như ở phần đầu xe anh chị thấy là thiết kế ngoại thất của phiên bản máy xăng và phiên bản máy xăng lai điện thì cũng không có gì khác biệt cả. Đều có Gamma 60 này, đều có hệ thống đèn full LED theo dạng projector, có hai cảm biến trước, đèn sương mù dạng LED, đều có hai camera stereo ở trên kính lái này để phụ trách cái chức năng ADAS hay còn gọi là Toyota Safety Sense. Cả hai phiên bản đều như nhau, la răng cũng như nhau. Còn ở phần ngoại thất này thì phiên bản xăng lai điện thì sẽ có là cửa kính chơi toàn cảnh anh chị ạ. Anh chị lưu ý giúp em là cửa kính chơi toàn cảnh nhé, có nghĩa là mình mở ra để lấy sáng được chứ không lấy gió được. Có hai mắt cam ở camera trên gương trong hệ thống Gamma 60. Ngoài ra thì có cả cảnh báo điểm mù trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Có nút cảm biến để mở cửa này. Và cái xe bản máy xăng này chỉ tiêu tốn nó khoảng gần 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Còn phiên bản xăng lai điện thì sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều, nó chỉ rơi vào khoảng gần 4 lít thôi. Còn ở phần đuôi xe thì có hai cảm biến, có cụm đèn sau full LED. Mà nếu ở trên phiên bản xăng lai điện thì anh chị sẽ có thêm cái tính năng là cốp điện cộng với đá cốp nữa. Còn về phần nội thất thì sao? Đây em sẽ sang một chiếc xe bên này thì em đã chuẩn bị chìa khóa ở bên này. Đây là phần nội thất của xe. Có rất nhiều nút bấm, anh chị thấy từ cánh cửa này, điều chỉnh cửa kính, điều chỉnh gương, rồi điều chỉnh đèn pha tự động này, auto pha cốt, chống trượt, cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm, rồi cảm biến áp suất lốp, các cái tính năng như là mở camera 60, ở đây thì là điều chỉnh cao thấp của đèn, có cả lấy chuyển số sau vô lăng luôn anh chị ạ, đấy là tính năng trên cả hai phiên bản. Còn ở đây thì là Cruise Control, Adaptive Cruise Control hay còn gọi là DRCC, thì là nó sẽ là cái giữ ga thích ứng cho anh chị. Ngoài ra thì màn hình được trang bị là màn hình 10 inch rất là lớn. Màn hình phía sau cũng vậy. Đây là em mở lên cho anh chị xem nhé. Màn hình đa thông tin cực kỳ lớn luôn và có 4 chế độ hiển thị khác nhau. Ngoài ra thì đây là cụm điều hòa của xe, có chức năng là auto, có hôm nay là 1800 và ngoài ra thì có cả phanh tay điện tử cũng như là auto hold, ghế da thể thao cộng với các chi tiết là may chỉ màu xanh nước biển. Ghế lái là chỉnh điện 8 hướng anh chị nhé. Còn ở phần
Đây là phần phía hàng ghế thứ hai của xe, rất là rộng rãi và có cả cửa gió điều hòa thứ hai. Phần cốp xe cũng rất là rộng rãi và có cả cái khay, cái ngăn để cách ngồi ở đây. Vừa rồi thì đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị sơ bộ về chiếc xe Toyota Yaris Cross này. Anh chị nào còn em tư vấn thêm các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em vào số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.